Lại vợt gì đây? Hả? Tôi mua chân dinh 70C. 70C con này mấy trăm nghìn? 3 triệu rưỡi. Mấy trăm con này làm gì 3 triệu rưỡi? Hãng gì? Rolex à? Leyland. Đây đây, logo Rolex đây. Mày 3 triệu rưỡi con này á? Tiền đâu ra? Tiền Tết. Tết đây. Mày 1 tuổi Tết được 3 triệu rưỡi? Ôi trời ơi. Ui, nhà bố mày giám đốc à? Không à. Kinh nhờ. Anh em xem có phải hàng riu không nhá? Nghi phà kè lắm.